Lý là khi mà mình cắt xòe những cái đường vai, đường vòng nách này kia nó bị gãy, mình cứ lướt ngược lại. Thường cái điều chủ yếu mà nó làm ra tạo ra độ xòe là lúc mình đóng bên hay là mình tách ra là cái đáy nó đường ngang ngực này nè, nó được đá lên cao, thì cái đó là cái yếu tố chính để mà tạo ra cái độ xòe, chứ không có phải là cái đường cong cong ở đây. Mình đừng có lấy đường cong cong để thẳng thôi. Rồi bây giờ mình muốn cắt thêm thì mình slice giống như cái kia, giống như là mình làm mấy áo hôm bữa đây. Cô, cái đường sườn 28 này là mình đo đây xuống đây đấy, thẳng xuống đây, đây thẳng xuống. Đây đứng đây. Tương tự giống hôm bữa, nếu mà muốn chọn cắt thêm thì cô sẽ cắt là một đường là vô cổ nè.